khởi động ngày mới cùng 5 phút crypto, video cập nhật nhanh tin tức thị trường tiền điện tử, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút mỗi sáng trên kênh YouTube của CryptoClickVN. Và sau đây, xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hàn Quốc tìm cách thúc đẩy không gian Metaverse. Bộ Khoa học và Công nghệ MSIT của Hàn Quốc tiết lộ kế hoạch tháo bỏ việc áp đặt luật video game truyền thống trên Metaverse. Thay vào đó, Bộ đã ra quyết định ban hành các hướng dẫn mới để khuyến khích sự phát triển của hệ sinh thái đang chớm nở. Hàn Quốc đang rất quan tâm đến việc thu hút Web3 và các hệ sinh thái Metaverse với khoản đầu tư 200 triệu USD mà nước này đã triển khai để tạo ra một Metaverse nội bộ. Song song với nỗ lực này, MSIT xác định rằng việc áp đặt các quy định cũ sẽ làm cản trở sự phát triển của các hệ sinh thái mới. Trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Chính sách Dữ liệu Quốc gia, MSIT lưu ý rằng sẽ không phạm sai lầm khi tiến hành các điều chỉnh dịch vụ mới với luật hiện hành. Bitcoin đang mò đáy hay tiếp tục giảm sâu về 12.000 đô? Đội ngũ các chuyên gia kinh tế của Goldman Sachs do Jan Hatzius lãnh đạo vừa đưa ra dự đoán về tốc độ tăng lãi suất chuẩn của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Fed. Họ cho rằng Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất thêm 0,75% trong tháng 9 và 0,5% vào tháng 11 đã thúc đẩy các nhà đầu tư xoay vòng vốn khỏi tài sản rủi ro và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn như tiền mặt và có khả năng làm cho Bitcoin có nguy cơ giảm xuống 12.000 đô la. Mặt khác, hiện tại Bitcoin đang dao động ở mức 19.000 đô la. Một số nhà phân tích, bao gồm cả trader Dr. Profit, tin rằng giá Bitcoin đang mò đáy ở mức hiện tại. Tuy nhiên ông cảnh báo, hãy xem xét các quy định nguy cơ Fed tăng 1% lãi suất, toàn bộ thị trường sẽ chìm trong biển máu. Các hợp đồng quyền chọn Bitcoin hết hạn vào cuối năm 2022 cho thấy hầu hết các trader đang đặt cược giá sẽ giảm xuống khu vực 10.000 tới 12.000 đô la. Đây có lẽ là kịch bản tồi tệ nhất của mùa downtrend hiện tại. Thông báo, điểm thưởng CLV của CryptoClickVN chính thức được khai thác thông qua tính năng Click and Earn. Chỉ vài thao tác đơn giản trên website, quý khán thính giả đã có thể tham gia nhận thưởng mỗi ngày cùng với chúng tôi. Đồng thời mini game share say mê nhận quà cực phê vẫn đang diễn ra sôi nổi với các phần thưởng quan trọng là CLV và các NFT. Thông tin chi tiết, các bạn vào bài viết hướng dẫn tham gia mini game cùng CryptoClickVN dưới phần mô tả và bình luận. Trân trọng cảm ơn. Coin 98 chính thức cho ra mắt stablecoin cho hệ sinh thái. Ngày hôm qua, 19 tháng 9, nền tảng DeFi Coin 98 Super App đã ra mắt sản phẩm stablecoin đầu tiên trong hệ sinh thái là Coin 98 đô la, ký hiệu là CUSD. Đây sẽ là stablecoin đóng vai trò huyết mạch cho các sản phẩm và hệ sinh thái cross-chain của Coin 98, bao gồm ví Coin 98 Wallet, sàn DEX Coin 98 Exchange và nhiều sản phẩm khác như Salot trên Solana và Baron trên BNB chain. CUSD sẽ được triển khai trên 3 blockchain là Ethereum, Solana và BNB chain. Người dùng có thể quy đổi 1:1 stablecoin của mình dưới dạng BUSD hoặc USDC thành CUSD, sau đó có thể thoải mái di chuyển qua lại nhiều blockchain khác nhau mà không lo về những rào cản về khác biệt blockchain. Người dùng có thể tùy ý rút tiền về dưới dạng BUSD hay USDC ở bất kỳ lúc nào. Được biết là một hệ sinh thái DeFi được xây dựng bởi một đội ngũ người Việt. Đây là một trong những dự án blockchain nổi bật tại Việt Nam, tiếp nối những tên tuổi đã thành danh trước đó như Kyber Network, Thomochain hay Axie Infinity. Hàn Quốc yêu cầu Interpol phát lệnh truy nã Dokagon. Các công tố viên Hàn Quốc được cho là đã yêu cầu Tổ chức Hình sự Quốc tế Interpol ra thông báo truy nã đối với Dokagon. Tờ Financial Times đã báo cáo tin tức vào thứ Hai, nói rằng Dokagon, người đồng sáng lập công ty tiền điện tử Terraform Lab, bị cáo buộc từ chối hợp tác với cuộc điều tra về vụ sập 40 tỷ đô la của các token Terra USD và Luna. Lệnh truy nã đỏ được ban hành cho những kẻ đào tẩu bị truy tố hoặc bị kết án. Trang web của Interpol tuyên bố rằng lệnh truy nã đỏ yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới xác định vị trí và tạm thời bắt giữ một người đang chờ dẫn độ hoặc hành động pháp lý tương tự. Các công tố viên Hàn Quốc được cho là cũng đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này hủy hộ chiếu Hàn Quốc của Dokagon vì anh ta rõ ràng đang chạy trốn và không có ý định xuất hiện để thẩm vấn. ETH POW bị tấn công khiến giá token tiếp tục lao dốc. Vào ngày 18 tháng 9, công ty bảo mật BlockSec đã phát hiện một cuộc tấn công nhằm vào trên Ethereum POW. Cụ thể là kẻ tấn công đã chuyển 200 WETH từ trên Ethereum Proof of Work qua cầu nối OMI do cầu nối không thể xác thực trên ID thực tế trước khi phê duyệt giao dịch. Theo công ty bảo mật Cetic, hacker chuyển tiền qua Maxi Global để có thể rút tiền mặt. Các nhà phát triển ETH WCOR giải thích rằng cuộc tấn công đã khai thác lỗ hổng hợp đồng của cầu nối OMI. Cầu nối hiện đã được thông báo để giải quyết vấn đề. Ethereum POW ra mắt với cộng đồng tiền điện tử vào ngày 15 tháng 9
nhưng chưa thực sự được chào đón nhiệt tình. Đến ngày 16 tháng 9, các sàn giao dịch hàng đầu như FTX, OKX và Bybit đã mở giao dịch ngay token ETHW với giá đặt mức cao nhất mọi thời đại là 60,68 đô la. Nhưng hiện tại, với tình hình suy giảm chung trên thị trường và tâm lý không mấy phấn khích sau The Merge, ETHW đã giảm dưới 5 đô la, mất hơn 90% giá trị so với mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 19 tháng 9. Sau đây, mời các bạn cùng đến với những sự kiện kinh tế nổi bật sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Ngày 20 tháng 9, Nhật Bản sẽ phát hành báo cáo chỉ số giá tiêu dùng quốc gia tháng 8 và quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu về chính sách phi tiền tệ sẽ được diễn ra vào ngày 21 tháng 9. Quyết định lãi suất của Hoa Kỳ và cuộc họp báo FOMC cũng sẽ được diễn ra vào ngày này.